tiến độ tiêm vaccine tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tính đến 11 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2021. Công tác tiêm vaccine qua năm đợt Tổng số vaccine tỉnh đã tiêm qua 5 đợt là 218.086 trên 219.450 liều, đạt tỷ lệ 99,38%. Số vaccine còn lại để dành tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ điều kiện đến hạn. Các đối tượng có bệnh nền, người trên 65 tuổi của các địa phương chuyển đến Bệnh viện Bà Rịa tiến độ tiêm vaccine đợt 6 lần 1 của tỉnh. Số vaccine tỉnh đã nhận về đợt 6 lần 1 là 1.170 trên 1.170 liều, đạt 100%. Số liều vaccine tỉnh đã giao cho 4 địa phương, thành phố Dũng Tàu, thị xã Phú Mỹ, quỷ Lâm Điền, huyện Sư Mộc là 1.170 trên 1.170 liều, đạt 100%. Số vaccine các địa phương đã tiêm được trong đợt 6 lần 1 là 960 trên 1.170 liều,

Số vaccine phân bổ đợt này sử dụng để tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ điều kiện. Số vaccine còn lại để tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ điều kiện đến hạn. Tiến độ tiêm vaccine đợt 6 lần 2 của tỉnh 4.680 liều. Hiện nay, Sở Y tế đang tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 tỉnh, ban hành kế hoạch phân bổ vaccine cho các đơn vị địa phương theo quy định. Tiến độ tiêm vắc-xin đợt 6 của Vietcorpitro. Tổng số vắc-xin đã nhận 4.670 trên 7.010 liều, đạt 66,62%. Số vắc-xin đã tiêm 2.204 trên 4.670 liều, đạt 47,19%. Phân bổ vắc-xin đợt 7 của tỉnh tính đến 11 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2021. Tổng số vắc-xin Bộ Y tế phân bổ cho tỉnh trong đợt 7 14.000 liều. Số vaccine tỉnh đã nhận và phân bổ trong đợt 7 là 14.000 trên 14.000 liều, đạt tỷ lệ 100%. Hiện nay, các đơn vị địa phương đang thực hiện thủ tục nhận vaccine từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh CDC và xây dựng kế hoạch tiêm cho các đối tượng theo quy định.